Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã đến học với lớp học của Duy ngày hôm nay. Không biết mọi người có nghe rõ không ạ? Anh chị nào nghe rõ thì hãy comment cho Duy số 1 để Duy biết. Chào anh Quang Mẫn, chào anh Nam Kỳ. Chúng ta sẽ chờ đợi một chút nhé. Duy dạo này cũng mắc việc quá nên là không thể đứng lớp được. Chào mọi người, thì tôi là Đức Duy đến từ bộ phận phân tích và quản trị rủi ro công ty DK Trade Việt Nam. Thì bữa học online của chúng ta ngày hôm nay có chủ đề về giao dịch theo xu hướng của thị trường. Hiện tại bây giờ là 6 giờ 53 phút, tầm 7 giờ 5 chúng ta sẽ bắt đầu lớp học. Các quý anh chị tham gia lớp học thì chúng ta nhanh chóng ổn định cũng như kiểm tra đường truyền để chúng ta có thể tham gia lớp học được trọn vẹn hơn. Vì lớp học sẽ kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ. Hiện tại lớp chúng ta đã có các anh chị đang tham gia rồi. Thì các anh chị có thắc mắc gì thì hãy comment cho Duy. Duy sẽ giải đáp cho anh chị trong lúc chờ đợi bắt đầu buổi học, cũng như các quý anh chị chưa kịp vào lớp. Chào chị Tuyết Anh. Thì dạo này công việc của Duy cũng rất là bận rộn. Thì Duy cũng làm ở bộ phận phân tích rủi ro nên là Duy cũng hay cập nhật thông tin thị trường ấy. Dạo này có rất nhiều tin tức ảnh hưởng tới thị trường, thì các anh chị nào mà xem tin tức thì các anh chị sẽ biết là hiện tại giá vàng tuần vừa rồi đi xuống rất là mạnh. Và các anh chị thường ấy, các anh chị đầu tư, các anh chị sẽ rất quan tâm tới đầu tư các kênh đầu tư lớn như là bất động sản, và ngoài ra còn có kênh trú ẩn an toàn khác đó là vàng. Thì trong tuần vừa rồi đã chứng kiến một đợt giảm mạnh của vàng, chắc anh chị cũng có xem đúng không ạ? Và hiện tại á, thì giá vàng đang được phục hồi trở lại. Thì không biết là về dài hạn thì giá vàng nó sẽ như thế nào, thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ phân tích về nó cũng như là xu hướng của thị trường và hiện tại như thế nào, cũng như là các chỉ số khác, các cặp tiền tệ. Duy sẽ phân tích cho anh chị biết để anh chị hiểu hơn, cũng như là đảm bảo khi các anh chị giao dịch trên thị trường này sẽ giảm bớt rủi ro cho anh chị. Thì các anh chị có thắc mắc nào không ạ? Để Duy sẽ trả lời giải đáp cho anh chị. Không biết là các quý anh chị ở đây là có ai đầu tư bất động sản, vàng hay là tiền ảo không ạ? À? Coi đấy. Các anh chị comment để chúng ta có thể trao đổi thêm.
Có anh chị nào thắc mắc về thị trường này nó như thế nào không? À, tầm 7 giờ 5 chúng ta sẽ bắt đầu nhé Tuấn Phạm. Hiện tại nếu mà có ai thắc mắc thì hãy comment để cho Duy trả lời ạ. Cũng như là chờ đợi bắt đầu buổi học cũng như là các quý anh chị chưa kịp vào lớp luôn ấy. Có anh chị nào có thắc mắc gì không ạ? Thì Duy vẫn chưa thấy các anh chị thắc mắc. Chắc là anh chị mới tìm hiểu thị trường này hay là các anh chị đã biết hết rồi vậy? Bây giờ là gần 7 giờ rồi, chúng ta sẽ đợi thêm 5 phút nữa nhé. Không biết là anh chị có anh chị nào có đang bận gì không hay là đang cơm gì không? Thời điểm này đầu tư mã nào được hả Duy? Sau tuần vừa rồi vào giảm à trong tuần vừa rồi thì nếu các anh chị có tìm hiểu tin tức thị trường ấy thì vàng là một vàng ấy, nó rất nhạy cảm các tin tức trên thị trường. Với những tin tức tác động mạnh như là vaccine thì nếu mà các anh chị đã biết thì vàng rất nhạy cảm với tin tức, thì vaccine là một thông tin rất là quan trọng. Thì khi mà thông tin về vaccine ra ấy, thì các nhà đầu tư thường có xu hướng là sẽ đầu tư và kỳ vọng vào một cái đầu tư trú ẩn an toàn khác. Vì trong đợt dịch vừa rồi á, vàng lên rất là mạnh. Là vì sao? Vì do đồng đô la Mỹ suy yếu. Vì ngoài ra thì vàng còn có tác động bởi các hình thức như là tin tức. Thì vàng giảm mạnh vừa rồi á, là tin tức vaccine của hai công ty Mỹ, đó là Pfizer và Moderna, thì 95% vaccine của nó là không có tác dụng phụ, khiến cho giá vàng giảm rất là mạnh vì các nhà đầu tư kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn và đầu tư vào các kênh khác cũng như là mở lại hình thức kinh doanh của chính mình. Thời điểm này đầu tư mã nào được gì? Thì thời điểm này á, về đầu tư ngắn hạn thì thời điểm này các mã cổ phiếu về công nghệ, y tế và du lịch thì các anh chị không du lịch thì về dài hạn thì các anh chị nên đầu tư, còn hiện tại á, thì về y tế và công nghệ vẫn là hai kênh đầu tư mà các anh chị đầu tư rất là tốt ở thời điểm này. Và ngoài ra khi mà anh chị đầu tư á, các anh chị sẽ lựa chọn những công ty tiềm năng. Thì như các anh chị đã biết á, chúng ta đầu tư vào một công ty á, thì chúng ta phải có cái nhìn dài hạn. Thì về dài hạn á, thì anh chị biết đấy, ở trong một thời đại như thế này thì công nghệ là một xu hướng đúng không ạ? Và cái thứ hai là về sức khỏe. Chúng ta có tiền thì chúng ta mới có thể tiêu được. À, chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới tiêu được tiền đúng không? Thì với chị Phương thì đang tìm hiểu về cổ phiếu đúng không ạ? Thì cổ phiếu á thì rất là an toàn. Con nào? Hả? Con gì? À, ừ, nó đang mà. Ngon không? Mẹ hỏi bố, bố hỏi mẹ. Nhìn quay có màu vàng có ngon không? Nhưng mà hôm nay nhìn là luộc thế nào?
Anh Quang có nghe không ạ? Thì về tìm vì chị đang tìm hiểu về cổ phiếu thì cuối chương trình này Duy sẽ đưa ra các mã cổ phiếu tiềm năng ở thời điểm hiện tại để các anh chị có thể tham khảo. Thì bây giờ là cũng là 7 giờ 5 rồi. Thì đã đến lúc mà chúng ta vào nội dung chính của chương trình lớp học ngày hôm nay, đó là giao dịch theo xu hướng của thị trường. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào nội dung ba nội dung chính, đó là sàn giao dịch DKTrade, cái thứ hai là giao dịch theo xu hướng, và cái thứ ba là lựa chọn thương vụ đầu tư. DKTrade là một sàn môi giới giữa người mua và người bán, được thành lập để cung cấp một môi trường giao dịch tốt và ổn định nhất trên thị trường tài chính chứng khoán thế giới. Thì như các anh chị đã biết là khi anh chị quyết định tham gia hay đầu tư vào một sàn môi giới chứng khoán thì anh chị phải tìm hiểu về mặt pháp lý cũng như độ uy tín của sàn để sau này đảm bảo giao dịch cũng như nạp rút tiền của các quý anh chị. Thì ở thị trường này, sàn môi giới uy tín đều phải được cấp phép. DKTrade chúng tôi được cấp phép bởi cơ quan dịch vụ tài chính FSA. Đây cũng là giấy phép của một số sàn quen thuộc như là Xnet và Hot Forex. Thì ngoài ra các anh chị có thể tham khảo ở trên trang web WikiFX. Đây là một trang đánh giá sàn uy tín. Thì với các sàn được đánh giá trên 5 điểm thì đã giao dịch rất là tốt. DKTrade chúng tôi được đánh giá 7.67 điểm. Nên các anh chị có hoàn toàn có thể yên tâm và tin cậy DKTrade chúng tôi. Thì tiếp theo là DKTrade có những sản phẩm rất là đa dạng, có hơn 400 mã sản phẩm để các anh chị giao dịch, từ cung cấp cho các anh chị cơ hội cũng như giao dịch rất nhiều sản phẩm từ cặp tiền tệ như là forex, hàng hóa, tiền điện tử, chỉ số và cổ phiếu. Thì DKTrade là mạnh nhất là về cổ phiếu với phí gần như là rẻ nhất trên thị trường. Thì với các cặp tiền tệ hay được còn được nói là tỷ giá các cặp tiền trên thế các cặp tiền tệ trên tỷ trên thế giới thì như các anh chị đã thấy UJ là đồng đô la Mỹ trên yên Nhật, JPY, EU là đồng đô la Mỹ, đồng euro trên đô la Mỹ. Về hàng hóa thì các anh chị có thể giao dịch như là vàng, bạc, dầu, nông sản. Về chỉ số thì chúng ta sẽ có chỉ số của các sàn như là Nasdaq, chỉ số S&P 500 là 500 công ty đứng đầu ở Mỹ, chỉ số UK 100, các chỉ số Hồng Kông, các chỉ số Hang Seng, nói chung là các chỉ số của các sàn trên thế giới. Và về cổ phiếu thì các anh chị sẽ giao dịch các cổ phiếu như là châu Âu và châu Mỹ. Thì cổ Mỹ như là các công ty nổi tiếng như là Facebook, Google, Amazon. Thì tại sao chúng ta lại lựa chọn DKTrade? Tại sao các anh chị lại lựa chọn giao dịch với DKTrade? Thì DKTrade có phí chênh lệch giữa các cặp tiền rất là thấp. Cái thứ hai là cái độ uy tín và hợp pháp của sàn. Khi các anh chị đầu tư thì ngoài ra là còn có nạp rút tiền rất là nhanh, gần như là trong ngày rất là nhanh và tốc độ thực hiện rất là nhanh chóng. Và khi các anh chị biết giao dịch trên thị trường này á, là có hỗ trợ đòn bẩy. Thì với cổ phiếu thì đòn bẩy là 1/50 giúp anh chị sở hữu được nhiều cổ phiếu cũng như là nhiều tăng tối đa lợi nhuận cho các anh chị. Thì ngoài ra DKTrade còn có đội ngũ chuyên viên nghiên cứu thị trường sẽ thông báo cho khách hàng mỗi khi có những thông tin quan trọng diễn ra để đôi bên cùng có lợi. Thì khi các anh chị giao dịch có lợi nhuận thì bên DKTrade của chúng tôi cũng sẽ có một phần giao dịch, một phần hoa hồng dựa trên số lượng giao dịch của các anh chị, và tốc độ hỗ trợ khách hàng rất nhanh và gần như là ngay lập tức khi các anh chị cần hỗ trợ. Và tạo tài khoản ở DKTrade thì cực kỳ đơn giản, các anh chị có thể tạo qua website của DKTrade, nhưng anh chị có thể cho đội ngũ support hỗ trợ sẽ tốt hơn trong việc xác thực tài khoản.
Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào xu hướng chính của thị xu đi vào nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là giao dịch theo xu hướng thị trường. Thì như các anh chị đã biết thì giao dịch theo xu hướng là một yếu tố rất là quan trọng trong giao dịch, giúp anh chị tối đa lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình các anh chị giao dịch. Thì Duy thấy các anh chị mà khi nghe về giao dịch chứng khoán thị trường ấy, thì các anh chị thường hay mắc phải đó là các anh chị khi mà các anh chị lời ấy, thì các anh chị thường chốt rất là sớm, còn khi mà các anh chị lỗ ấy, thì các anh chị sẽ để rất là lâu và các anh chị không chịu cắt, không chịu dừng lại và luôn hy vọng nó sẽ quay trở lại như kỳ vọng của mình, nó sẽ đi đúng cái xu hướng của mình. Thì có những trường hợp anh chị may mắn ấy, thì giá sẽ quay lại, thì lúc đó anh chị sẽ chốt lời được cũng như là có lợi nhuận. Nhưng mà đa phần á thì các anh chị sẽ không may mắn như vậy, thì rủi ro cũng như là dẫn đến việc cháy tài khoản hay thua lỗ rất là nhiều. Thì với những anh chị trong trường hợp này khi tham gia đầu tư thì không khác gì là một con bạc vậy, nó giống như anh chị chơi trò may rủi vậy đó. Đây cũng là lý do mà các nhà đầu tư khi tham gia thị trường này bảo là chơi chứng khoán. Thì người ta có câu là khi mà các anh chị có kiến thức á thì đánh bạc cũng là một gọi là hình thức đầu tư. Thì riêng Duy á, thì Duy rất thích câu này vì Duy cũng rất thích chơi đánh bài và Duy thấy nó cũng rất là hay. Mà khi mình có kiến thức á, mình sẽ giảm bớt rủi ro khi mình thua. Đấy, tại sao các anh chị khi mà đầu tư trong thị trường này các anh chị gọi là chơi khi mà mình có kiến thức? Các anh chị có bao giờ đi mua đất mà các anh chị bảo là đi chơi đất không? Thì hôm nay Duy sẽ hỗ trợ cho anh chị một phần kiến thức cũng như là giảm bớt rủi ro trong quá trình giao dịch của các anh chị. Thị trường gồm có 3 xu hướng chính, đó là xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang, có nghĩa là lên xuống liên tục. Thì Duy sẽ phân tích cho các anh chị qua biểu đồ. Xu hướng tăng là như thế nào? Đây, các anh chị thấy đây là một hình của xu hướng tăng. Xu hướng tăng là xu hướng mà có đỉnh, các đỉnh cao, đỉnh đây, đỉnh một tạo các đỉnh cao dần đấy. Thì đây là một xu hướng tăng, đỉnh cao dần và đáy cũng cao dần. Và thế nào là một xu hướng giảm? Chị Thu Yên tắt mic rồi kìa. Đó, đây, nè, tắt hình mà. Tắt mic thì người ta nghe thấy mình ạ, chỉ cần mình nghe ta là mẹ thấy. Xu hướng giảm là xu hướng như thế nào? Là liên tục đỉnh và đáy thấp hơn, liên tục tạo đỉnh và đáy thấp. Giá liên tục tạo đỉnh mới và giá liên tục tạo đáy mới, các anh chị có thấy không ạ? Đỉnh mới, đỉnh 1, đỉnh 3 và đỉnh 5. Còn xu hướng giảm là liên tục tạo đáy mới, đáy 1, đáy 3 và đáy 5. Thì trong quá trình giao dịch thì anh chị có thấy nó giống như một con sóng không? Vì không thể nào mà nó tăng hồi được, nó sẽ có những đợt điều chỉnh giảm, cũng giống như một nền kinh tế vậy. Trong một nền kinh tế thì không phải lúc nào nó cũng tăng, nó sẽ tăng tới một mức độ nào đó. Và nó sẽ trong khi hết đà tăng rồi nó sẽ giảm. Và những lý do giảm là gì? Đó là dịch bệnh hay là chiến tranh, hoặc là chu kỳ của một nền kinh tế, là tỷ lệ lao động cũng như là thất nghiệp. Thì các anh chị thấy nó giống như một hình xích sắt hay là còn gọi là sóng. Thì khi các anh chị đầu tư trong thị trường này, các anh chị thường hay gọi là lướt sóng, vì giá luôn luôn lên xuống biến động. Và một xu hướng thứ ba
đó là không nằm trong hai xu hướng trên. Đó là xu hướng sideways là đi ngang. Thì xu hướng sideways là như thế nào? Nó liên tục tăng giảm và tăng giảm. Nó không có thêm một xu hướng nhất định. Thì những trong trường hợp như thế này á, thì các nhà đầu tư hạn chế giao dịch trong lúc biến động như thế này, chỉ dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường, những đầu tư nhà đầu tư thích lướt sóng. Chúng ta đi vào ba xu hướng chính. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Thị trường tăng ổn định. Thị trường tăng ổn định là thị trường như thế nào? Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đáy sau cao hơn đáy trước. Đáy của sóng sau cao hơn đáy của sóng trước. Thì Duy sẽ cho các anh chị thấy ví dụ đỉnh sau. Một đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đáy sau cao hơn đáy trước. Đáy của sóng sau nằm dưới đáy của con sóng trước, nằm dưới vùng điều chỉnh giảm. Đây là vùng điều chỉnh giảm của một con sóng. Chị thấy không ạ? Đây là thị trường tăng ổn định. Thì chút nữa Nhi sẽ ví dụ thực tế hơn cho các anh chị. Tiếp theo là thị trường. Tiếp theo chúng ta sẽ đi với thị trường tăng mạnh. Thị trường tăng mạnh là thị trường như thế nào? Là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đáy sau cao hơn đáy trước. Và đáy của sóng sau cao hơn vùng điều chỉnh của đáy của con sóng trước. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Thấy không ạ? Đáy sau cao hơn đáy trước. Và đáy con sóng sau nằm trên vùng điều chỉnh của con sóng trước. Đây là vùng điều chỉnh. Và nó nằm trên vùng điều chỉnh. Thì mỗi lần tăng giảm thì khi mỗi khi nó giảm thì chúng ta sẽ gọi nó là vùng điều chỉnh. Nó sẽ tạo thành một cái đáy mới. Và khi nó đụng cái đáy mới này nó sẽ tăng lại. Và nó tăng rất là mạnh. Khi mà thị trường tăng mạnh á, thì thường á, nó sẽ tăng vượt quá vùng điều chỉnh của đáy trước. Và nó sẽ tiếp tục tăng rất là mạnh. Chúng ta sẽ đi vào xuống thứ ba, đó là thị trường giảm ổn định. Thì thị trường giảm ổn định là thị trường như thế nào? Là đáy sau thấp hơn đáy trước. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Và đỉnh của con sóng sau thấp hơn đỉnh của con sóng trước. Thì nó tương tự với xu hướng tăng nhưng mà nó ngược lại thôi. Thị trường giảm mạnh cũng như vậy. Đáy sau thấp hơn đáy trước. Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đỉnh của sóng sau nằm dưới vùng điều chỉnh của sóng trước. Anh chị có thấy nó giống như một con sóng phải không ạ? Và chúng ta sẽ đi vào cái thứ ba là thị trường sideways. Thị trường sideways là thị trường đi ngang. Nó không có một hình thù nhất định. Anh chị thấy không? Nó không có một cái hình thù nào nhất định. Thì khi thị trường đi ngang á, thì các anh chị sẽ thu lợi nhuận từ việc lướt sóng. Vì khi thị trường đi ngang thì các anh chị thấy đấy, nó liên tục tăng giảm. Thì khi mà các anh chị đầu tư trong lúc này á,
thì những nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường á thì sẽ nắm bắt được lúc nào nó tăng, lúc nào nó giảm để thu được tối đa lợi nhuận từ việc tăng giảm của nó, dựa trên các vùng đỉnh cũ và đáy cũ để thu lợi nhuận. Khi mà nó chạm đỉnh và đáy thì nó sẽ có những điều chỉnh nhịp hồi. Thì khi các anh chị giao dịch trên thị trường này á, thì các anh chị luôn đi theo xu hướng và xem xu hướng là bạn. Vì các anh chị đi ngược xu hướng không có gì là các anh chị cản đường một cái xe lưu thì không thể nào mà có kết quả tốt đẹp được. Thì chúng ta thấy vì khi chúng ta giao dịch trên thị trường này á, chúng ta không nên dùng bốn từ rất là nguy hiểm, đó là lần này sẽ khác. Các anh chị sẽ hy vọng một điều mà không thể nào mà nó xảy ra trên thị trường này được. Vậy thì khi nào là kết thúc của một xu hướng? Đúng không ạ? Khi nào là chúng ta sẽ kết thúc một xu hướng tăng? Khi mà chúng ta kết thúc một xu hướng là khi mà nó bắt đầu có những pha giảm mạnh hơn vùng điều chỉnh. Thì lúc đầu đây là một xu hướng tăng, đúng không ạ? Đây là một xu hướng tăng. Thì khi kết thúc xu hướng tăng là khi nào? Khi bắt đầu nó tạo đỉnh và đáy mới thấp hơn đỉnh của đáy cũ. Các anh chị thấy bắt đầu nó tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ, đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ thì sẽ bắt đầu xu hướng giảm trong một xu hướng tăng. Khi mà nó giảm, khi mà nó thay đổi xu hướng thì nó sẽ tạo một đáy và đỉnh mới thấp hơn đáy và đỉnh cũ, thì nó là khúc đó sẽ là kết thúc một xu hướng. Thì các anh chị khi mà giao dịch trên thị trường này á, thường các anh chị hay đi sell ở những đỉnh đáy cũng như là để tối đa hóa lợi nhuận trong một xu hướng giảm ấy, thì các anh chị sẽ có những pha các anh chị sell. Vì trong thị trường này các anh chị biết là có hai lệnh, đó là buy và sell, thì thu lợi nhuận từ việc chênh lệch giá của nó. Thì khi buy thì khi giá tăng các anh chị sẽ thu lợi nhuận từ việc tăng giá của nó, đúng không ạ? Còn sell là khi giá đi xuống anh chị thu được lợi nhuận từ việc giảm giá của nó. Thì khi mà các anh chị giao dịch ngược xu hướng ấy, các anh chị luôn muốn bắt đỉnh đáy trong thị trường này á, nó rất là khó. Ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng rất khó để nắm bắt được khi nào đỉnh, khi nào đáy. Thì có thể là đáy hôm nay sẽ là đỉnh của ngày mai, hoặc là đỉnh của ngày mai cũng có thể là đáy của ngày hôm nay. Thì các anh chị đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt được đỉnh đáy để thu được tối đa lợi nhuận. Trong xu hướng tăng thì chúng ta không nên đi ngược xu hướng. Chúng ta sẽ tìm những điểm mua thích hợp. Khi trong xu hướng tăng này nó đi giảm xuống thì chúng ta nên đợi những pha điều chỉnh giảm hợp lý. Chúng ta sẽ mua ở những vùng đỉnh đáy mà chúng ta nghĩ là nó sẽ tạo ra độ an toàn để chúng ta vào lệnh một cách thu được tối đa lợi nhuận hơn. Chứ chúng ta đừng trong một xu hướng tăng, chúng ta đừng có sell, chúng ta đừng có bán xuống. Và khi chúng ta bán xuống, cái chu kỳ tăng của nó vẫn còn, thì nó sẽ tiếp tục tăng mạnh. Và các anh chị dẫn đến việc các anh chị thua lỗ rất là nhiều. Cũng giống như trong việc xu hướng giảm, thì giá nó đang giảm, đúng không ạ? Thì các anh chị đợi giá nó giảm, các anh chị mua, các anh chị nghĩ đây là đáy rồi, nhưng thật ra trong một xu hướng giảm thì nó tiếp tục giảm, chứ nó không thể nào mà nó tăng được. Và nhiều anh chị á thì luôn hy vọng á là giá nó sẽ quay đầu, và anh chị nghĩ đó là đã là vùng giá thấp rồi, mình vào lệnh như vậy là an toàn rồi. Nhưng thật ra không, đó, trong một xu hướng giảm thì các anh chị vào lệnh như vậy rất là nguy hiểm.
ảnh hưởng rất nhiều tới tài khoản giao dịch của các anh chị cũng như là rủi ro khi mà các anh chị giao dịch trên thị trường. Thì khi việc các anh chị khi mà trong một xu hướng ấy, thì các anh chị nên tìm một điểm thích hợp vào lệnh như là các vùng đỉnh đáy nó tạo ra sẽ rất là an toàn cho các anh chị khi mà các anh chị giao dịch. Như chúng ta đợi nó xuống một điểm hồi nào đó, chúng ta sẽ đợi những đợt điều chỉnh và chúng ta sẽ mua ở giá này. Trong một xu hướng tăng, chúng ta sẽ đợi điểm mua đẹp và chúng ta sẽ bắt đầu mua, và khi giá tăng chúng ta sẽ có lợi nhuận. Thì bây giờ Duy sẽ lấy ví dụ về thực tế cho các anh chị xem, như là đồng đô la Mỹ, đồng bảng Anh chia đồng đô la Mỹ. Thì đây các anh chị thấy đấy, đồng đô la Mỹ đồng bảng Anh chia đô la Mỹ đang là một xu hướng tăng ổn định. Các anh chị thấy không ạ? Tăng, giảm. Nó tạo, các anh chị thấy không? Cái vùng vùng điều chỉnh của con sóng sau, đáy sau nằm trong vùng điều chỉnh của con sóng trước. Đây, các anh chị sẽ thấy các anh chị sẽ đợi những điểm mua thích hợp. Các chị nên đợi những điểm mua thích hợp để các chị vào lệnh, thì sẽ giúp anh chị tối đa được lợi nhuận hơn. Anh chị thấy không ạ? Khi nó chạm những cái vùng đỉnh đáy quan trọng, khi nó tạo thành một cái đỉnh thì nó sẽ tại những vùng gọi là vùng hỗ trợ kháng cự rất là quan trọng. Vì khi nó chạm nó sẽ giảm. Chúng ta sẽ đi qua một cặp khác, đó chính là EU. Thì như các chị thấy, thị trường EU, đồng euro trên đô la Mỹ hiện tại nó đang đi theo một xu hướng tăng. Giờ chúng ta sẽ xem vì trong thị trường này nó không theo một xu hướng nhất định, thì các anh chị thấy không phải lúc nào nó cũng tăng và không phải lúc nào nó cũng giảm. Thì như đồng Australia trên đô la Mỹ thì các anh chị thấy đây, thì đây là một xu hướng giảm ổn định, đây là một xu hướng giảm mạnh của đồng đô la Úc. Các anh chị thấy không ạ? Đáy sau thấp hơn vùng điều chỉnh của con đỉnh trước, thấp vùng điều chỉnh trước. Và bây giờ là anh chị thấy không? Khi mà các anh chị bắt đầu đổi xu hướng, nó đang giảm mạnh và bắt đầu nó tăng lại. Thì anh chị thấy khi nó tăng, nó bắt đầu tạo đỉnh đáy mới, thì đây sẽ nó sẽ chuyển qua một xu hướng tăng. Nó sẽ tăng. Chị thấy không ạ? Đây là một xu hướng tăng ổn định. Thì trong những xu hướng tăng ổn định như thế này, anh chị thấy khi mà anh chị đặt lệnh sell, đặt lệnh bán xuống để thu được lợi nhuận, thì các anh chị sẽ rất gặp rủi ro vì nó giảm xuống rất là thấp, nhưng mà về xu hướng dài hạn thì nó vẫn là xu hướng tăng. Nên khi các anh chị giao dịch, các anh chị càng quan trọng nhất là nên xác định xu hướng
thì cách xác định xu hướng như thế nào? Thì đầu tiên Duy sẽ chỉ cho các anh chị cách là các anh chị vẽ hai vùng, đó là hai vùng quan trọng, đó là hai cái đáy gần nhất. Thì chị sẽ thấy đây là một xu hướng tăng. Thì hiện tại đồng đô la Úc đang ở trong một xu hướng tăng rất là mạnh. Hiện tại nó đang có những đợt điều chỉnh giảm, chị thấy không ạ? Đây là thị trường đi ngang này, sideways này. Nó đi ngang. Đây là thị trường đang giảm này. Anh chị thấy không ạ? Thị trường nó đang đi xuống. Thị trường sideways đang đi ngang. Hay à, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào thương vụ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào Walmart. Thì như các anh chị đã biết thì Walmart là một trong các tập đoàn bán lẻ hàng đầu trên thế giới. Thì các anh chị đã biết thì Walmart là cung cấp các chuỗi sản phẩm hàng tiêu dùng hàng đầu. Cũng như là nếu mà anh chị biết về Amazon thì thương mại là ông hoàng về thương mại điện tử. Thì Walmart chính là ông hoàng về bán lẻ, trong ngành bán lẻ. Thì như các anh chị biết thì trong thời đại đại dịch vừa rồi á, thì hàng tiêu dùng thì người dân vẫn đi mua sắm và mua rất nhiều hàng tiêu dùng như là giấy vệ sinh hay là các hàng thực phẩm thức ăn. Thì Walmart hiện tại á đang có trong một xu hướng tăng. Đây vẽ cho các anh chị thấy thì Walmart hiện tại có độ tăng trưởng rất là ổn định. Thì giá hiện tại của Walmart là bây là 150 đô trên một cổ phiếu. Và Duy đây là cách đây là một ngày thì Duy đã xác định là đây là một trong một xu hướng vùng điều chỉnh giảm. Thì các anh chị xem video anh chị thấy là khi mà nó chạm những vùng hỗ trợ kháng cự thì nó sẽ có dấu hiệu tăng lên lại. Thì Duy
À, xin lỗi với anh chị đã bị lỗi về đường truyền á. Thì như các anh chị biết thì Walmart hiện tại là một tập đoàn bán lẻ rất là mạnh. Thì trong dịch Covid vừa rồi á, ngành bán lẻ ở Mỹ cũng như là trên thế giới bị ảnh hưởng rất là mạnh. Nhưng riêng Walmart, các anh chị thấy biểu đồ không? Thì rất là tăng trưởng rất là đều. Gần như là Walmart đang trong một giai đoạn phát triển rất là mạnh. Các anh chị thấy. Thì Duy sẽ vào biểu đồ Walmart. Thì đây là biểu đồ Walmart trong đợt đại dịch vừa rồi cũng như là gần đây. Anh chị thấy trong đợt dịch vừa rồi á, Walmart vẫn phát triển rất là mạnh. Anh chị thấy không ạ? Và hiện tại nó đang trong một xu hướng tăng. Đây. Thì các anh chị thấy trong một xu hướng tăng thì nó như thế nào? Đây. Tăng thì sẽ có những pha điều chỉnh giảm đúng không ạ? Sẽ tiếp tục tăng. Thị trường lúc này sideways đi ngang nhưng mà các chị thấy đấy, nó tiếp tục tăng. Và hiện tại nó tạo thành một cái vùng, đó là vùng kháng cự. Như các anh chị thấy thì mỗi lần mà nó đụng những vùng quan trọng như thế này thì nó giá nó sẽ bật xuống giảm. Và khi nó phá được á, thì giá nó sẽ bật tăng rất là mạnh. Thì như dự đoán á, là trong vừa rồi thì nó đã giảm, những phiên gần đây nó đã giảm nhẹ. Đã đi, và gần như là nó sẽ đã chạm tới vùng hỗ trợ cũ, vùng kháng cự cũ. Thì khả năng trong phiên tối hôm nay thì giá nó sẽ chạm và bật tăng trở lại. Thì về dài hạn các anh chị đầu tư thì giá nó sẽ quay lại vùng 149 đô à 148 đô và nó sẽ tiếp tục bật tăng. Khi mà chạm vùng hỗ trợ kháng cự như này nó sẽ tiếp tục bật tăng. Và dự kiến thì nó sẽ tăng và nó sẽ vượt đỉnh cũ, đó là 152 đô, và nó sẽ bật tăng mạnh hơn đợt trước nữa. Nó sẽ phá được cái vùng cũ của nó ở giá là 100 giá 152 đô. Thì khi mà nó nằm trong vùng này á, anh chị đầu tư các anh chị sẽ mua ở giá thấp ở tầm 139 và anh chị đầu tư ngắn hạn từ đây đến ngày nhận cổ tức. Thì Walmart sắp tới đây vào ngày 10 tháng 12 thì nó sẽ chia cổ tức cho các nhà đầu tư là 0,54 đô trên một cổ phiếu. Thì khi mà anh chị đầu tư vào, các anh chị không những được nhận tiền cổ tức. Đây là số tiền mà chắc chắn các anh chị sẽ nhận được từ việc nắm giữ cổ phiếu của công ty. Thì duy dự đó ấy, thì với giá hiện tại á, đầu tư á, là các anh chị đầu tư 10.000 đô, các anh chị mua 1.000 cổ phiếu với mức trị giá an toàn là 10 giá. Thì khi mà anh chị đầu tư vào ngày 10 tháng 11 á, 10 tháng 12 thì anh chị sẽ nhận được tiền cổ tức tương ứng là 0,54 đô. Với 1.000 cổ phiếu anh chị sẽ nhận được thêm 540 đô nữa. Và trong ngắn hạn Duy tính là nó tăng 5 giá. Thì hiện tại Duy tính là nó chỉ cần tăng 3 giá thôi là anh chị sẽ có được 3.000 đô. Tổng lợi nhuận trong ngắn hạn của anh chị là 3.540 đô, tương ứng với 35% lợi nhuận của anh chị. Còn về dài hạn nó sẽ tăng rất là mạnh. Duy dự kiến nó sẽ tăng tầm 7 giá. Thì anh chị để dài hạn thì anh chị sẽ thu được lợi nhuận là 7.000 đô. Tiếp theo là Gilead. Thì Gilead là một công ty dược, là một công ty dược sản phẩm sinh học Mỹ có trụ sở tại California. Thì như các anh chị biết trong đợt dịch vừa rồi ấy, thì những công ty về y tế được phát triển rất là, được tăng trưởng rất là tốt. Cũng như là về hiện tại ấy, ai cũng quan tâm đến sức khỏe hết. Thì những công ty y tế không thể nào mà giá nó giảm mạnh được. Và công ty Gilead thì không những có cổ phiếu giá rẻ mà còn chi trả cổ tức rất là hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Nếu anh chị đầu tư
Từ đây đến ngày 14 tháng 1 thì công ty sẽ chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư là 0,64 đô trên một cổ phiếu. Ngoài ra công ty này đã cung cấp thuốc Remdesivir. Đây là thuốc chữa trị cho các người nhiễm bệnh cao COVID-19. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng thuốc này và có độ hiệu quả rất là cao, giúp Tổng thống Mỹ đã chữa bệnh trong thời gian vừa qua. Thì về khuyến nghị đầu tư thì các anh chị thấy Gilead hiện tại đang ở trong một xu hướng giảm, nhưng mà hiện tại đáy của nó đã kết thúc, nó đã tiếp tục hình thành một xu hướng tăng, nó đang hình thành một xu hướng tăng. Chị thấy không ạ? Nó đang hình thành một xu hướng tăng. Thì khi mà giá nó chạm tới vùng 62 đô thì nó đã có một pha hồi xuống ở vùng giá 60 đô. Và khả năng trong tương lai thì nó khi mà nó chạm vùng 60 đô này, nó sẽ tiếp tục tăng mạnh trở lại là 62 đô. Tiếp tục phá khỏi vùng này để tiếp tục xu hướng tăng. Và như dự kiến thì trong vòng từ đây tới ngày chi cổ tức thì ngoài tiền cổ tức mà anh chị nhận được là 680 đô, thì như dự kiến là nó sẽ tăng tầm khoảng 3 giá thôi, thì tương đương anh chị đầu tư 1.000 cổ phiếu thì anh chị sẽ nhận được 3.000 đô tiền lợi nhuận tăng trưởng. Thì trong ngắn hạn từ đây tới ngày anh chị chi cổ tức thì lợi nhuận ngắn hạn của anh chị sẽ thu được là 3.680 đô. Còn về dài hạn thì nó sẽ tăng rất là mạnh. Thì dự kiến nó sẽ tăng, tiếp tục tăng, phá vỡ các đỉnh cũ của nó và tăng mạnh hơn. Thì trong tương lai thì nó sẽ tăng tầm khoảng hơn 8 giá. Thì dự kiến là nó sẽ tăng 8 giá. Khi anh chị mua đầu tư 1.000 cổ phiếu thì anh chị sẽ có 8.000 đô. Tương ứng mức sinh lời là 80% về dài hạn. Và mình đến với thương vụ thứ ba, thương vụ rất hot trong thời gian gần đây, đó là Moderna. Đây là công ty cung cấp vaccine COVID, hiện có 95% không có tác dụng phụ và 100% là những người có triệu chứng nặng là sẽ khỏi bệnh. Thì đây là một công ty rất là tiềm năng, công ty công nghệ sinh học Mỹ có trụ sở tại Cambridge. Thì trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới thì các công ty y tế được quan tâm rất là nhiều. Thì dự kiến sản xuất 20 triệu liều đã cung cấp cho Anh, và cũng như là trong cuối năm nay là sẽ có những sẽ cung cấp vaccine, cũng như là những người đầu tiên tiêm ngừa vaccine. Thì đây cũng là lý do mà vàng vừa rồi giảm rất là mạnh. Trong đợt đại dịch vừa rồi, các anh chị thấy đấy, công ty Moderna hiện tại đang tăng trưởng rất là mạnh, từ 60 đô, chưa tới 60 đô, nó tăng lên một xu hướng tăng rất là dài, đó là nó đang tăng rất là mạnh. Từ 60 bây giờ là giá khi mà gần đây nhất là nó đã chạm tới mức cản là 180 đô, gần 180 đô, và nó có một pha giảm nhẹ, một pha giảm rất là mạnh. Khi liên tục tăng thì nó sẽ có những pha giảm. Thì hiện tại á, thì khi các anh chị đầu tư thì các anh chị luôn quan tâm đến lợi nhuận không chỉ ngắn hạn mà trong dài hạn, đúng không ạ? Thì với chứng khoán Mỹ thì như anh chị cũng đã biết, thì về thị trường chứng khoán Mỹ cũng như trên thế giới thì trong ngắn hạn á, thị trường là một cái máy bỏ phiếu cho phải bán phải mua, còn trong dài hạn nó là một cái bàn cân, nó cân rõ trọng lượng của từng doanh nghiệp. Là những doanh nghiệp Mỹ thường về dài hạn thì doanh nghiệp Mỹ rất là có triển vọng, và chứng khoán Mỹ xét về dài hạn thì triển vọng của thị trường chứng khoán là tăng giá là mạnh, cũng như xu hướng của thị trường vậy. Thì quan trọng là khi anh chị đầu tư, anh chị xác định là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, và một yếu tố quan trọng khác là anh chị đầu tư vào đâu. Thì khi anh chị thấy trong quá trình dịch bệnh thì người ta rất là sợ hãi khi đầu tư, và như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã nói thì hãy đầu tư, hãy tham lam khi người khác sợ hãi.
Thì vào thời điểm dịch bệnh vừa rồi á, các công ty ngoài công ty về y dược thì những công ty khác được hưởng lợi, đó là công ty về công nghệ. Thì hiện tại giá cổ phiếu của Moderna hiện tại á, bây giờ là nó đã điều chỉnh xuống vùng 142 đô. Và về dài hạn thì trong trong ngắn hạn cũng như dài hạn thì ngắn hạn á, đà tăng của Moderna vẫn còn rất là mạnh. Thì khi anh chị đầu tư 10.000 đô thì Duy khuyến nghị anh chị mua với 200 cổ phiếu Moderna với mức trị giá an toàn là 50 giá. Thì về ngắn hạn thì anh chị sẽ thu được lợi nhuận ít nhất là tăng trưởng tầm 15 giá, tương đương anh chị đầu tư 200 cổ phiếu nhân với 15 chị sẽ có 3.000 đô. Và về dài hạn thì nó sẽ tăng tiếp tục vượt cái đỉnh cũ, Duy tính ít nhất là tăng 70 giá thì chị sẽ có 14.000 đô trong lợi nhuận. Lợi nhuận trong dài hạn. Đang được chị. Như nãy giờ. Alo. Alo. Và tiếp theo là chương trình bonus và hoàn phí của DKTrade. Thì khi các anh chị đầu tư với tài khoản với số vốn là 5.000 đô thì các anh chị sẽ được bonus là 30% tương ứng với 1.500 đô với mức hoàn phí là 2 đô. Với tài khoản 10.000 đô thì anh chị sẽ được bonus 40% tài khoản tương đương với 4.000 đô. Và khi các anh chị giao dịch một lot, các anh chị giao dịch một lot trên thị trường Forex hay là vàng thì các anh chị sẽ được hoàn lại 3 đô trên mỗi lot. Với tài khoản 25.000 đô thì các anh chị sẽ được bonus 60% tài khoản tương đương với 15.000 đô. Và khi các anh chị giao dịch một lot trên thị trường vàng và ngoại tệ thì anh chị sẽ thu được 4 đô tiền hoàn phí của công ty sẽ chi trả. Và số tiền này sẽ chi trả vào cuối tháng khi các anh chị giao dịch trên thị trường và sẽ gửi vào tài khoản của các anh chị. Thì hiện tại anh chị có thắc mắc nào không thì Duy sẽ trả lời. Đầu tiên thì Duy sẽ trả lời các từng câu hỏi nhé. Thì đầu tư dài hạn thì mã nào ổn? Và chuyên gia thì về dài hạn thì Moderna về y tế và thì rất là ổn cho các anh chị đầu tư dài hạn. Vì trong thời điểm dịch bệnh như thế này á, các anh chị đầu tư vào vaccine là các anh chị đầu tư vào một công ty làm ăn rất là tốt ở thời điểm hiện, trong quá trình dịch bệnh. Thì vaccine hiện tại á, trong vaccine hiện tại của Moderna được rất nhiều nước trên thế giới quan tâm cũng như là lượng đặt hàng rất là lớn. Thì không thì khi mà lượng đặt hàng mà cung vượt quá cầu á, nhu cầu vượt cung thì giá nó sẽ tăng vì lượng cung cấp không đủ ra thị trường thì làm cho mặt hàng này trở nên khan hiếm, sẽ làm cho mã cổ phiếu này tăng vì hạn rất là nhiều. Và nếu mà các chị đầu tư về sức khỏe thì Moderna là một trong những công ty mà anh chị đầu tư rất là tốt. Nay có mã cổ phiếu nào tốt không? Thì Duy đã giới thiệu cho các anh chị đầu tư ở thời điểm hiện tại là ba thương vụ, đó là Walmart, Moderna và trực tuyến lần này. Thì cả ba thương vụ này hiện tại rất là tốt. Vì như anh chị đã biết thì khi mà anh chị giao dịch trên thị trường này á, thì ngoài tiền tăng trưởng thì anh chị cũng sẽ quan tâm đến tiền cổ tức đúng không ạ? Vì đây là tiền chắc chắn anh chị nhận được. Thì vào những phiên cuối
và trước những kỳ mà chia cổ tức á, thì lực mua rất là mạnh, vì khi anh chị tham, vì nhà đầu tư họ tham gia rất nhiều để mua, để nhận được tiền cổ tức của công ty này. Ngoài ra không chỉ nhận được tiền cổ tức mà còn được nhận thêm tiền tăng trưởng nữa, nên lực mua rất là mạnh. Mà khi lực mua nhiều thì sẽ làm cho giá cổ phiếu tăng rất là mạnh. Hiện tại Walmart và Gillette là hai thương vụ đầu tư trong ngắn hạn cũng như là về dài hạn rất là tốt. Vì khi các anh chị đầu tư, anh chị thu lợi nhuận không chỉ là về, không chỉ là tiền tăng trưởng mà còn tiền cổ tức rất là cao nữa. Và tiềm năng tăng trưởng của hai công ty này hiện tại rất là tốt. Như Di đã vẽ trên hình thì các anh chị thấy hiện tại Gillette là một công ty hiện tại đang kết thúc một xuống giảm, và giá của nó đã giảm rất là sâu rồi, và nó bắt đầu hình thành một xuống tăng. Và khi nó tăng thì nó sẽ tăng rất là mạnh trong cái việc mà y tế đang là một vấn đề rất là cấp thiết hiện nay. Thì Di trả lời cho câu hỏi của Má Trúc. Thì bây giờ câu hỏi của Hồng Đặng nhé. Hiện nay có bạn tin non farm phải không? Thì tối nay 8 giờ rưỡi sẽ có tin non farm. Và tin non farm là tin gì? Tin non farm là tin báo cáo tỷ lệ việc làm của người dân Mỹ. Đây là một tin ảnh hưởng rất là quan trọng đến thị trường. Thì một năm thì nó báo cáo 12 lần vào thứ 6 đầu tháng. Thì với mùa hè thì nó sẽ báo cáo vào lúc 7 rưỡi. Còn vào mùa đông thì sẽ bắt đầu từ 8 rưỡi. Đây là một tin ảnh hưởng rất lớn trên thị trường. Mà khi anh chị mà nắm được thông tin này á, các anh chị giao dịch vàng ấy, thì trong ngắn hạn các anh chị thu được lợi nhuận rất lớn. Mà khi bản tin ra, nếu mà nó vượt dự kiến thì giá đồng đô la Mỹ sẽ mạnh lên và vàng sẽ tiếp, vàng nó sẽ đi xuống, và anh chị sẽ thu lợi nhuận việc vàng nó đi xuống trong ngắn hạn. Bao lỗ mấy ngày vậy chuyên gia? Khi mà chương trình NDKC hiện tại có chương trình bao lời bao lỗ, thì trong tài khoản đầu tiên khi đăng ký tại DKJ thì các anh chị sẽ nhận được chương trình bao lời bao lỗ này. Thì khi mà các anh chị đánh theo tín hiệu chuyên gia thì trong vòng một ngày các anh chị sẽ chắc chắn không lỗ và sẽ có lời ạ. À, vốn tối thiểu là bao nhiêu? Thì khi các anh chị không, khi các anh chị giao dịch trên thị trường này là không có vốn tối đa và tối thiểu, thì nó tùy thuộc vào khả năng tài chính của anh chị thôi. Thì các anh chị mong muốn lợi nhuận bao nhiêu thì các anh chị sẽ đầu tư vào, cũng như là mong muốn lợi, cũng như là lợi nhuận của anh chị đấy. Các anh chị mong muốn bao nhiêu thì các anh chị sẽ đầu tư bấy nhiêu, và các anh chị mong bao nhiêu phần trăm thì anh chị sẽ tùy vào quyết định của các anh chị. Giờ đầu tư về mã y tế là tốt đúng không? Dự tính mã cổ phiếu y tế tăng bao nhiêu vậy chuyên gia? Thì như Di đã nói thì về mã y tế như là Gillette và Moderna, thì Moderna hiện tại nó đang tăng rất là tốt. Thì Gillette cũng là một trong những công ty tăng rất là tốt ở thời điểm hiện tại, vì giá của nó đã nằm ở vùng rất là thấp rồi, đó là 60 đô. Thì về dài hạn nó sẽ tăng rất là mạnh, quay lại những các vùng đỉnh cũ như là 68 đô hoặc dài hơn là vượt mốc 70 đô. Còn Moderna là sao? Moderna hiện tại giá của nó đã vượt đỉnh cũ rất là nhiều. Nó đang ở trong vùng tăng trưởng rất là mạnh. Thì về dài hạn nó sẽ tăng không chỉ là 20, 70 giá mà nó còn tăng hơn nữa. Thì Duy chỉ tính cho các anh chị đầu tư nó tăng tầm 70 giá thôi là các anh chị đã có được 14.000 đô nếu anh chị đầu tư mua 1.000 cổ phiếu. Tôi được tư vấn mã Moderna hiện tại nó rất là ổn nhé. Vốn 10.000 đô thì bên mình có chính sách hỗ trợ nào không chuyên gia? Thì với số vốn 10.000 đô thì các anh chị khi mà hôm nay chúng ta có chương trình là bao lời bao lỗ và đánh theo tin non farm ấy, thì với tài khoản 10.000 đô các anh chị sẽ được bao lời với số vốn, với số tiền lời là chắc chắn là 4%, thì tương đương với 400 đô. Và ngoài ra thì khi các anh chị đầu tư, anh chị còn nhận được số tiền bonus như Di đã nói là 10.000 đô thì anh chị sẽ được 40% số tiền trên tài khoản bonus và được hoàn phí 3 đô trên mỗi lệnh giao dịch. Mua hai mã cổ phiếu có được không chuyên gia? Thì các anh chị mua hai mã này thì bình thường miễn các anh chị cân đối như thế nào là hợp lý là được. Bách phí này có áp dụng đối với cổ phiếu không chuyên gia? Thì bách phí này không có áp dụng với cổ phiếu. Nó chỉ áp dụng cho các anh chị giao dịch các loại sản phẩm hàng hóa khác như là vàng, bạc, ngoại tệ, dầu cũng như là chỉ số.
lớp học có xem được không? Thì khi mà kết thúc lớp học thì các anh chị sẽ đợi trong vòng vài ngày thì các anh chị sẽ có thể xem lại cái lớp học này ạ. Giờ đầu tư vào Walmart kiểu thì hiện tại giá của Walmart đã giảm rất là sâu và nó đã gần như là chạm được vùng kháng cự cũ, thì bây giờ là thời điểm rất là thích hợp để các anh chị đầu tư vào Walmart. Dự kiến tối nay nó sẽ bắt đầu có pha tăng trưởng trở lại khi mà chạm vùng hỗ trợ cũ. Cổ tức mà y tế là bao nhiêu vậy gì? Thì với cổ tức của Helix thì hiện tại là 0.64 đô trên một cổ phiếu, tức là anh chị đầu tư 1.000 cổ thì anh chị sẽ nhận được 640 đô tiền cổ tức của công ty này. Chia cổ tức xong giá giảm thì như các chị đã biết thì những công ty chia cổ tức xong thì gần như là những công ty anh chị thấy là nó sẽ có những pha điều chỉnh giảm, nhưng mà không, nó sẽ giảm và nó sẽ tăng lên lại. Như các chị thấy Apple, Microsoft hay là các tập đoàn khác thì nó vẫn đều có thể tăng trưởng trở lại. Các anh chị nào còn câu hỏi không ạ? À, hiện tại khi mà các anh chị giao dịch trên thị trường này á, là thứ bảy chủ nhật thì thị trường sẽ đóng cửa gần như là tất cả, kể cả hàng hóa cũng như là forex đó, thì thứ bảy nhật là các phiên đóng cửa thì các anh chị không thể nào giao dịch được và các anh chị phải đợi đầu phiên là vào thứ hai thì các anh chị sẽ bắt đầu giao dịch trở lại. Thứ bảy có hỗ trợ vào vốn thì khi mà các anh chị vào vốn ấy, thì miễn là các anh chị trong thì khi mà alo, thì bất kể là thời gian nào trong tuần thì khi mà các anh chị muốn vào vốn thì vẫn được thôi. Và ngoài ra thì thứ bảy chủ nhật là thời gian rất thích hợp để anh chị vào vốn vì thị trường nó không biến động. Các anh chị có thể mua cũng như là các anh chị để vào thứ hai, các anh chị bắt đầu giao dịch rất là tốt đó anh chị. Thì bây giờ là thời điểm thích hợp để anh chị tham gia vào vốn để bắt đầu vào 8:30 tới, thì sắp tới đây thì nó sẽ có bản tin Nam Farm. Khi mà bản tin ra thì các anh chị đánh theo xu hướng cũng như là chuyên gia bên sẽ hỗ trợ thì các anh chị sẽ thu được tối đa lợi nhuận trong ngắn hạn vì dài hạn rất là tốt đó anh chị. À, không biết anh chị nào có còn câu hỏi nào không?
Sau buổi họp ngày hôm nay, nếu chị nào còn thắc mắc thì hãy liên hệ với Di qua số Zalo 0925992503 để Di hỗ trợ. Nếu như anh chị không còn câu hỏi nào thì Duy xin kết thúc buổi học ngày hôm nay nha. Lớp học có thực chiến ngon phao không? Thì hiện tại thì chúng ta chỉ học về giao dịch theo số trường thôi, thì vào thực chiến ngon phao thì chúng ta sẽ để trong chương trình khác. Thì Duy hôm nay chỉ hỗ trợ các anh chị về phân tích theo xu hướng của thị trường thôi. Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian để nghe Duy cũng như trao đổi như là hỗ trợ các anh chị biết thêm. Thì chúc anh chị đầu tư một tuần mới vui vẻ và thành công nhé.